Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là kỹ năng kiểm soát thị kiến mô hình. Có tổng cộng 09 công cụ để thực hiện việc này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng đầu tiên, dễ nhìn nhất và dễ sử dụng nhất, đó chính là view cube, khối lập phương quan sát. Để thực hành công cụ này, việc đầu tiên các bạn hãy xác nhận là đang mở khung nhìn 2D views, khung nhìn 3D để quan sát toàn bộ mô hình kiến trúc. Ở khối lập phương này là các phương chúng ta quan sát mô hình. Vòng tròn có các chữ chỉ hướng ở đây chính là la bàn. Tôi chọn left, sẽ nhìn thấy đây là mặt đứng chính tây của công trình này. Top là mặt thiên đình. Thậm chí tôi có thể chuột vào hướng nam S là chúng ta sẽ quan sát được mặt đứng chính nam của công trình này. Và thậm chí chúng ta có thể chọn góc nhìn và các bạn xoay Z la bàn để tìm cái hướng mà chúng ta mong muốn. Biểu tượng hình ngôi nhà ở đây sẽ giúp chúng ta quay lại khung nhìn 3D mặc định. Một số thông tin liên quan đến thiết lập hình lập phương quan sát bao gồm: các bạn hãy kích chuột vào cái mũi tên nằm ở góc dưới bên phải này. Nó sẽ hiện ra cho chúng ta các chế độ xem là orthographic là góc nhìn trục đo, perspective là góc nhìn dạng phối cảnh, tức là có điểm tụ. Tương tự như vậy, các bạn có thể chọn chế độ là thiết lập khung nhìn 3D nào là mặc định và có quan sát la bàn không. Theo thói quen, với khối lập phương quan sát, tôi thường thiết lập chế độ orthographic như mặc định, đó chính là góc nhìn trục đo. Việc sử dụng thạch tạo khối lập phương quan sát thiết lập các khung nhìn là trục đo hay là phối cảnh có điểm tụ, nó sẽ giúp cho các bạn sau này tạo ra được các cái khung nhìn trình diễn dự án nó phù hợp hơn, và thậm chí là giúp chúng ta thiết kế trong không gian hẹp dễ dàng hơn nhờ sự linh động của góc nhìn.